Hạ Dương Võ xin bái kiến đại nhân. Tiện nữ Phan Thúy Liễu xin bái kiến đại nhân. Phan Thúy Liễu, ngươi bị Tôn Đình thưa tội giết chồng, trắng đen như thế nào ta sẽ điều tra sau. Ngươi có muốn nói điều gì không? Bẩm đại nhân, tiện nữ thân là hầu thiếp, nhưng cũng chỉ là hạng tôi đòi, thấp cổ bé họng, vô duyên vô cớ vô không cho tiện nữ là kẻ sát nhân. Thật quan này không biết để đâu cho hết. Dạ bẩm đại nhân, thuộc hạ Dương Võ xin được bác lời tố cáo của Tôn Đình. Y lấy quyền gì mà dùng nhục hình tra khảo Phan Thúy Liễu? Do thấy chuyện bất bình, cho nên Dương Võ mới tìm cách đột nhập vào nhà y để cứu nàng. Ngươi còn già hàm nữa à? Bẩm đại nhân, không có bằng chứng, tại sao hắn dám cho rằng Thảo Dân ngược đãi Thúy Liễu? Ngươi có thấy ta đánh ả không? Bẩm đại nhân, chính hắn, chính Tôn Đình, hắn đã cho gia nhân tra khảo, đánh đập tiện nữ, ép buộc tiện nữ phải nhận tội giết chồng. Chẳng phải người có ý đồ trước, chờ thời cơ ra tay. Ta chỉ muốn trả thù cho đại huynh ta thôi. Ngươi ngược đãi Thúy Liễu đã rõ, không chối cãi được. Nếu như ngươi tố cáo Dương Võ bắt người, vậy thì ngươi phải thừa nhận đã bắt vô cớ tra khảo hành hung Thúy Liễu. Ta sẽ truy cứu tội này của ngươi. Thì ra là vậy. Thôi được, Thảo Dân chấp nhận không thưa kiện Dương Võ, nhưng ngài phải cho điều tra án mạng của đại huynh tôi là tôn đạo. Chính Thúy Liễu là thủ phạm chứ không ai khác. Quan lắm đại nhân ơi, quan cho tiện nữ lắm đại nhân ơi. Ta chấp nhận lời tố cáo của Tôn Đình, bắt đầu điều tra vụ án tôn đạo. Trong thời gian này, tạm thời quản thúc nghi can Thúy Liễu tại công đường để hai bên cách ly nhau, không gây ra phiền phức.